Rồi Tết giữa trưa mấy bà. Trời ơi Tết nè, Tết quá trời nước, tiền đô như nước nữa bà thấy không? Trời ơi, về miền Tây ăn Tết lỡ bà biết đặc sản liền nha. Trời nước quá trời nước luôn bà ơi. Trời mấy chị yêu ơi, mấy bà vẫn quên, chưa quên cái cây son này của em đúng không? Trời cây son đỉnh gì sao quên được mấy bà. Không thể nào mà quên cây son 6 màu này được nha mấy bà nha. Vừa lì nè, kiểu như là 6 màu nó nhiều màu nữa bà. Mà còn có 70 ngàn thôi mà còn được tặng thêm chai nước hoa nữa, sung sướng liền mấy bà ơi nha. Trời ơi cây son này em bán không biết bao nhiêu cây mà nói luôn rồi đó mấy bà ơi. Mấy bà biết tại sao nó một cây son nó 6 màu không mấy bà? Vậy mới đỉnh đó, tôi còn không biết nữa mấy bà ơi nha. 6 màu gì để tôi liệt kê ra cho bà coi nè. Đó, cái đầu này thì tôi hơi khó xài xíu tại vì nó kén da em nha mấy bà nha. Cái màu này là màu đỏ đất nè mấy chị. Đó, ok chưa, đánh cho bà thêm một cái màu đỏ đất nữa bà nha. Đó, qua đây nữa bà. Đó, màu đỏ cherry giùm em nha mấy chị. Cái góc đỉnh đầu nó sẽ ra một cái màu đỏ tươi giùm em nha bà nha. Có 70 ngàn thôi, tin chưa. Màu son rất là lì luôn và cực kỳ mịn màng luôn nha mấy bà nha. Đó, thêm một màu nữa nè. Thấy chưa, màu cam cháy giùm em nha mọi người. Đây, màu đỏ dầu. Màu đỏ kem luôn mấy chị ơi. Trời, màu nào cũng có màu đẹp không mấy bà ơi. Mà siêu siêu lì luôn nha mọi người nha. Ăn uống nó rất là ok, rất là tuyệt vời luôn nha mấy bà. Nha, mấy bà đừng có chê nha. Son lên xong nè. Mấy bà muốn giữ cho cái màu nó lì hơn thì bà để khô lại giùm em. Mấy bà mới ăn uống nha bà nha, nó mới lì nha. Còn đây, màu em lên môi nè mấy chị. Mấy chị biết cách mix màu lại, nó sẽ lên một cái màu nó rất là đẹp luôn nha mấy bà. Không có hề mà bị già luôn nha mấy bà nha. Già là tại vì mấy bà không biết đánh. Hoặc là có thể cái môi của mình nó bị dày á bà. Mấy bà lên full môi thì nó sẽ dày và già, nó bóng 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 á mấy bà. Tại vì trong son nó có dưỡng đó mấy bà nha. Cho nên mấy bà cứ son theo kiểu mà xí muội đó mấy bà. Son lòng môi á. Rồi mấy bà bậm ra từ từ, nó ra một cái màu rất là đẹp và cực kỳ tươi luôn nha mấy bà nha. Trời ơi đẹp, xuất sắc. Quá trời xuất sắc mấy chị yêu ơi nha. Đây nè, 70 ngàn thôi. Tặng chai nước hoa nha mấy chị yêu nha. Nhớ nha, chai nước hoa này là tặng nha.